Quý vị thân mến, hãy tưởng tượng một nơi quyền lực tuyệt đối của Trung Quốc được giám sát chặt chẽ đến mức ngay cả một con ruồi cũng phải chỉnh thẻ căn cước. Đây là Trung Nam Hải, trái tim của đất nước đông dân nhất thế giới, nơi chỉ những người ở đỉnh cao quyền lực mới có thể đặt chân tới mà thôi. Và ở trung tâm của tất cả, đó chính là Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo tối cao đang kiểm soát vận mệnh của hơn 1,4 tỷ dân. Ông sống và làm việc tại Trung Nam Hải, khu vực bí ẩn phía Tây từ Cấm Thành, nơi mà không ai ngoài những người đặc biệt nhất được phép bước vào, được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Trung Nam Hải không chỉ được bảo vệ bằng những bức tường thép kiên cố, mà còn là một nơi xa hoa đến mức khó tin. Vậy điều gì khiến cho Trung Nam Hải và cả Tập Cận Bình có sức hút đến mức ngay cả những lãnh đạo như Donald Trump cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến? Hãy cùng Góc Sử Ký khám phá bí mật của dinh thự độc nhất vô nhị này của Trung Quốc và đi sâu vào chi tiết ẩn chứa bên trong nhé. Khi nhắc đến Trung Nam Hải, từ khóa hào nhoáng không thể nào thiếu được độ hoành tráng của nơi này, có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Được mệnh danh là ngôi nhà bí ẩn nhất Trung Quốc, Trung Nam Hải sở hữu một sức hấp dẫn đầy bí ẩn và choáng ngợp. Nhưng điều gì khiến cho nó đặc biệt đến vậy? Trước tiên, chúng ta phải bắt đầu với các kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh. Bắc Kinh, thủ đô của Trung Hoa, không chỉ là trung tâm quyền lực mà còn là nơi phản ánh rõ ràng nhất vị thế xã hội của bạn. Tuy nhiên, sự sang trọng ở đây không đến từ những tòa nhà chọc trời hiện đại, mà từ những ngôi nhà sân vườn cổ kính và yên tĩnh. Những căn nhà này có giá trị dao động từ hàng trăm triệu cho đến vài tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3.300 tỷ cho đến 16.600 tỷ đồng Việt Nam. Thế nhưng đừng lầm tưởng rằng có tiền là bạn có thể dễ dàng sở hữu được một ngôi nhà như vậy. Chúng không chỉ đơn giản là nơi ở mà còn là biểu tượng của địa vị và sự thịnh vượng. Ngày nay, sở hữu một ngôi nhà sân vườn trong khu phố cổ Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự giàu có mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn. Nó chứng tỏ rằng bạn có dòng máu quý tộc đại diện cho sự độc nhất và không thể sao chép. Đồng thời nó còn thể hiện rằng bạn đến từ một gia đình có bề dày lịch sử và có nền tảng vững chắc. Những ngôi nhà này ngoài việc là biểu tượng của sự giàu sang còn là dấu ấn của bản sắc cá nhân với các cấp bậc cao, trung và thấp khác nhau. Ngày xưa ở các khu nhà truyền thống, người dân sống trong những căn nhà bao quanh một khoảng sân, ở giữa các phòng trái được bố trí ở hai bên phía đông, phía tây và ngôi nhà chính thường nằm ở phía bắc. Những kiểu nhà này được gọi là nhà sân, nơi người ta vào sân từ lối cổng chính. Tuy nhiên, chỉ có một sân thì chưa đủ để gọi là sang trọng. Những ngôi nhà lớn có đến ba sân chồng lên nhau mới thực sự là biểu tượng của sự giàu có. Những căn nhà kiểu này thường được gọi là ba lối vào sân, trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình giàu có và những tầng lớp thượng lưu mới nổi. Nhưng còn những ngôi nhà với năm lối vào sân thì sao? Chúng vượt xa định nghĩa thông thường về sự xa hoa. Để hiểu được sự xa xỉ của những căn nhà này, bạn có thể liên tưởng đến hình tượng nhân vật giả mẫu trong tiểu thuyết kinh điển Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Chỉ những gia đình thuộc giới quý tộc có quyền lực lớn mới có thể sống trong những ngôi nhà thuộc dạng thượng ngũ viện. Như vậy, khi nói đến chiều rộng của sân, đây là một biểu tượng của địa vị mà không thể đơn giản đo lường bằng tiền bạc. Thông thường, chiều rộng của cổng giữa hai cột được gọi là rộng một phòng. Những ngôi nhà của tầng lớp trung lưu bình thường chỉ được trang bị loại cổng này và thường được gọi là nhập môn. Nếu gia đình giàu có hơn một chút, cổng sẽ được gọi là mãn môn. Tuy nhiên, chỉ những quan chức mới được phép sử dụng loại cổng có tên cổng trúc môn, và đối với các quan chức cấp cao, cổng được gọi là quảng lượng, tượng trưng cho quyền lực và địa vị vượt trội. Nhìn vào các loại cổng này, có thể thấy rằng cổng càng rộng càng sâu thì địa vị của chủ nhân ngôi nhà càng cao. Khi đạt tới đẳng cấp hoàng gia, bạn mới có thể sử dụng cổng có chiều rộng lên đến 3 phòng và độ sâu tương đương một cột trụ khoảng 4 mét. Thế nhưng, ngay cả ở mức này, đó vẫn chỉ là chuẩn mực của các quận vương. Nếu bạn thuộc dòng dõi hoàng tử, bạn sẽ có quyền sử dụng cổng với chiều rộng 5 phòng, độ sâu 2 cột trụ khoảng 8 mét, và loại cổng này được gọi là anh hùng. Những ngôi nhà ở sân cấp cao nhất không chỉ dừng lại ở các cổng lớn, mà bên trong còn bao gồm sân nhỏ,
hòn non bộ, ao và cả những yếu tố phong thủy khác. Tất cả kết hợp lại tạo thành một khu vườn tuyệt đẹp và đầy tính biểu tượng. Tuy nhiên, so với những khu vườn ở phía nam sông Dương Tử, miền Bắc Trung Quốc luôn khan hiếm nước. Vì vậy, những khu vườn có nước ở khu vực này trở nên đặc biệt quý hiếm và được xem là biểu tượng của sự cao quý. Đến đây, chúng ta đã nói khá nhiều về các yếu tố đặc trưng của những ngôi nhà truyền thống. Bây giờ là lúc tiết lộ điều kỳ diệu nhất ở Bắc Kinh, ngôi nhà sân vườn hạng nhất. Cánh cổng của nó có chiều rộng ít nhất là 20 phòng và độ sâu không dừng lại ở viện thứ 3 mà mở ra ở viện thứ 5. Hơn nữa, ngôi nhà này có thể chứa tới gần 100 người. Tổng cộng khu nhà này bao gồm 8.704 phòng, khổng lồ, một con số không tưởng. Không dừng lại ở đây, những khu vườn bao quanh ngôi nhà này có diện tích hơn 100 hecta. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong một môi trường khan hiếm nước như ở miền Bắc, Trung Quốc có một khu vườn mà một nửa diện tích của nó được bao phủ bởi mặt nước. Bạn có thể tưởng tượng mức độ quý giá và độc đáo của khu vườn này không? Vậy ai có thể xứng đáng sở hữu một khu nhà sân vườn khổng lồ như vậy? Có lẽ bạn đã đoán được đúng rồi. Đây chính là tài sản riêng của hoàng gia xưa, còn được gọi là Tử Cấm Thành. Các khu vườn hỗ trợ xung quanh Tử Cấm Thành gồm có Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải. Trong đó Trung Hải và Nam Hải gộp lại được gọi là Trung Nam Hải, nơi các nhà lãnh đạo quốc gia hiện tại đang sinh sống ngày nay. Giá trị của một ngôi nhà sân vườn với 5 cổng ở Bắc Kinh có thể vượt qua con số 1,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 5.000 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, đối với một khu đất có sức chứa hơn 100 người đi kèm với những khu vườn siêu sang như Trung Nam Hải, giá trị của nó thật sự không thể đo được bằng tiền bạc. Đây chính là nơi mà các nguyên thủ quốc gia đang sống hàng ngày. Tôi tin rằng, đến đây, giá trị của Trung Nam Hải đã quá rõ ràng với mọi người rồi. Từ góc nhìn của tôi, có một điều khá thú vị về cách mà những ngôi nhà sân vườn ở Bắc Kinh hiện nay được người giàu sử dụng thay vì dùng làm nơi sinh sống thường xuyên. Những ngôi nhà này chủ yếu được xem như biểu tượng của địa vị, được dùng để tiếp đãi bạn bè, tổ chức tiệc tùng hoặc là bàn chuyện làm ăn. Và không phải ngẫu nhiên mà Trung Nam Hải cũng đóng góp vai trò tương tự, nơi không chỉ là chỗ ở của các nhà lãnh đạo mà còn là biểu tượng tối thượng của quyền lực chính trị. Câu chuyện về cựu Tổng thống Donald Trump cũng gợi nên một điểm so sánh thú vị. Trump nổi tiếng với sở thích khoe khoang sự giàu có, sở hữu một khối tài sản khổng lồ và căn penthouse tại Trump Tower với những chi tiết sắt vàng. Thế nhưng, ngay cả với sự xa hoa như vậy, khi Trump mời ông Tập Cận Bình đến thăm dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, điều này chỉ tạo ra sự so sánh tương phản. Tập Cận Bình khi đứng trước Mar-a-Lago có thể đã mỉm cười và nghĩ rằng đây mà là trang viên sao. Hãy đến Bắc Kinh với tôi sẽ cho ông thấy thế nào mới là đỉnh cao của sự sang trọng. Đó cũng là lý do tại sao vài tháng sau, Tập Cận Bình đã mời vợ chồng Trump đến thăm Bắc Kinh và đưa họ tham quan Tử Cấm Thành, cũng như đích thân tổ chức bữa tối tại cung điện Kiến Phúc. Trump vốn quen với sự xa hoa, thế nhưng vẫn phải choáng váng trước sự hùng vĩ và cổ kính của Tử Cấm Thành mang lại. Ngay cả Trump, người không dễ bị ấn tượng, cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên và cảm giác choáng ngợp. Câu chuyện đùa về việc Trump ngay sau đó đã quyết định khởi động chiến tranh thương mại với Trung Quốc chỉ làm tăng thêm sự thú vị và kịch tính mà thôi. Và tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện đùa. Nhưng nó phản ánh một thực tế lâu đời. Những người quyền lực luôn bị mê hoặc bởi các ngôi nhà xa hoa, dù ở bất kỳ thời đại nào, khát khao sở hữu những kiến trúc đồ sộ lộng lẫy dường như luôn tồn tại. Nhìn lại lịch sử, Chu Nguyên Chương, người sáng lập nhà Minh, đã tiêu tốn gần như toàn bộ GDP của Trung Quốc trong vòng 2 năm để xây dựng Tử Cấm Thành với 100.000 thợ thủ công, hàng trăm ngàn nông dân và mất đến 14 năm để hoàn thành kiệt tác kiến trúc này. Ngay cả khi triều đại nhà Minh kết thúc, gia đình Ái Tân Giác La của nhà Thanh dù đã trải qua bao gian nan để giành được quyền lực cũng không thể cưỡng lại sức hút của Tử Cấm Thành. Họ đã từ bỏ quê hương Thẩm Dương và không còn nhìn lại ngôi nhà cổ của mình nữa, bởi so với cung điện tại Bắc Kinh, nó chẳng là gì cả. Vậy nên,
từ những ngôi nhà dân nhỏ đến những cung điện hùng vĩ như Trung Nam Hải, tất cả đều là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Đồng thời, những căn nhà như thế này vượt xa chức năng đơn thuần của một nơi để ở. Lịch sử có cách lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Khi cách mạng Tân Hợi năm 1911 nổ ra, Viên Thế Khải không chỉ tự xưng là hoàng đế mà còn gọi Trung Nam Hải làm nơi cư trú của mình. Không hề ngần ngại sau khi thời kỳ Bắc Dương kết thúc và Trung Hoa Dân Quốc truyền quyền lực, lãnh đạo Quốc dân đảng đã quyết định chọn Nam Kinh làm thủ đô. Trong mắt của họ, có lẽ việc chọn Bắc Kinh làm thủ đô đồng nghĩa với việc mang trong mình cái nhìn địa phương chủ nghĩa, một quan điểm có phần khinh thị đối với sự lựa chọn này. Nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi. Sau năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, bắt đầu thảo luận về nơi cư trú của các nhà lãnh đạo. Ban đầu, Mao Trạch Đông chọn biệt thự Tây Sơn ở ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Thế nhưng Chu Ân lại đã thuyết phục Mao chuyển về Trung Nam Hải. Đáng chú ý hơn, Mao Trạch Đông đã phản ứng một cách bất ngờ. Tôi không muốn đi, tôi không muốn làm hoàng đế. Dù nói vậy, ông vẫn sống ở Trung Nam Hải suốt 27 năm sau đó. Thái độ của Mao khiến cho ta liên tưởng đến những ám chỉ lịch sử. Chẳng hạn, trong thời kỳ phong kiến, từng có một vị thủ lĩnh quân đội, nông dân, người đã thống nhất phần lớn Trung Quốc. Thế nhưng ông lại ngại ngùng khi muốn tự xưng hoàng đế. Đó chính là Chu Nguyên Chương, người sáng lập triều đại nhà Minh. Dù quyền lực đã được củng cố, thế nhưng Chu vẫn không dám thẳng thắn bày tỏ ý định trở thành vua. Các cận thần của ông hiểu rõ mong muốn này, giả vờ thúc giục ông tự xưng hoàng đế, và cuối cùng ông miễn cưỡng đồng ý. Cách tiếp cận này có vẻ xảo quyệt, nhưng so với những vị hoàng đế công khai muốn duy trì quyền lực thì nó vẫn có vẻ tinh tế hơn. Sau khi câu chuyện đã được mở ra, giờ hãy cùng khám phá sâu hơn về dinh thự Trung Nam Hải. Điểm bắt đầu chính là lối vào. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của Trung Quốc, nằm ở một góc phía Tây Bắc Kinh, trên phố Trường An thuộc quận Tây Thành. Khu vực này trước đây được gọi là Tháp Bà Nguyệt, là một công trình được Hoàng đế Càn Long xây dựng để làm vui lòng Vương Phi. Nói một cách thẳng thắn hơn, đây chính là nơi Càn Long dùng để tán tỉnh và làm hài lòng các mỹ nhân trong triều đình của mình. Khi Viêm Thế Khải lên ngôi, ông cũng không bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân bằng cách sử dụng Tháp Bà Nguyệt, là nơi mà Hoàng đế Càn Long từng dùng để tán tỉnh các mỹ nữ và đổi tên nó thành Tân Hoa Môn. Ông biến nơi này thành cổng chính cho chính phủ Bắc Dương của mình. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, họ quyết định tiếp tục sử dụng cổng này. Và vì vậy, Tân Hoa Môn trở thành cái tên quen thuộc cho đến ngày nay. Cổng này rộng tới 7 phòng, và nếu bạn còn nhớ cổng rộng 5 phòng mà chúng ta đã nhắc đến ở trước, thì chỉ thuộc cấp bậc hoàng tử. Vậy cổng 7 phòng thì sao? Để nói dễ hiểu, cổng này ngang tầm với vị thế của một siêu hoàng tử. Đó là kiểu cổng mà ngay cả hoàng đế cũng phải ngả mũ kính phục. Bên trong cổng Tháp Bà Nguyệt có một bức tường bình phong, trên đó khắc 5 chữ phục nhân do chính Mao Trạch Đông viết. Đúng vậy, đây là những chữ thực sự được khắc lên. Tường giữa lòng Trung Nam Hải có một hòn đảo bao quanh bởi làn nước yên tĩnh, tựa như một xứ sở thần tiên giữa hồ nước hoàng gia. Đây đã từng là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế và các phi tần vào mùa hè, nơi mà họ tổ chức tiệc tùng, từng thả diều, chơi nhạc và ngắm trăng. Khu vực này được gọi là doanh đài, có thiết kế tinh tế với 19 phòng mở rộng ra hai bên. Phía nam có một gác mái hai tầng mang tên là Bồng Lai Đình, và toàn bộ khu vực doanh đài này được bao quanh bởi nước. Từ góc độ quân sự, vị trí này thuận lợi cho việc phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, cả Viên Thế Khải và các nhà lãnh đạo sau này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không muốn sống tại doanh đài, bởi khu vực này mang theo quá khứ đen tối và nhiều điều cấm kỵ. Sau thất bại của phong trào cải cách năm 1898, Hoàng đế Quang Tử bị chính mẹ mình Từ Hy Thái Hậu giam giữ tại đây. Khi Viên Thế Khải tự xưng hoàng đế, ông cũng đã giam giữ Phó Chủ tịch Lý Nguyên Hồng tại doanh đài. Vậy nên, các nhà lãnh đạo sau này của Đảng Cộng sản đều xem đây là nơi không nên cư trú. Hiện nay, doanh đài đã trở thành nơi làm việc và tổ chức các buổi lễ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng tiếp đón Tổng thống Obama, vua Philip của Mỹ và Giám đốc điều hành Hồng Kông, The Reland tại đây.
Điều này cho thấy Tập Cận Bình đã là một nhà lãnh đạo yêu thích văn học, thơ ca, đồng thời là người có trọng trách lớn lao. Tập Cận Bình cũng là lãnh đạo tối cao đầu tiên của Trung Quốc có bằng tiến sĩ, với phong cách quyết đoán và thực dụng. Có lẽ ông Tập không hề để ý đến những truyền thống mê tín vì quá khứ đen tối của Doanh Đài. Hơn nữa, về mặt an ninh, vị trí của Doanh Đài thực sự là lý tưởng cho việc bảo vệ các lãnh đạo. Nhưng đây chỉ là giả định của tôi, vì cuối cùng đó vẫn là một trong những bí mật hàng đầu của đất nước. Giờ đây, bạn đã biết được phần nào của câu chuyện. Hãy trân trọng, hãy thận trọng khi chia sẻ những thông tin này nhé. Ngoài ra, hội trường Tần Chính tại Trung Nam Hải cũng là một công trình mang giá trị lịch sử lớn, được cải tạo từ thời Trang Hy Triều Thành. Dựa trên cái tên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng đây là nơi mà các hoàng tử từng làm việc vất vả. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1911, địa điểm này trở thành Starbucks của chính phủ Bắc Dương, nơi các chính trị gia cùng thưởng thức cà phê, bàn chuyện quốc gia và ngắm cảnh hồ. Về sau, Mao Chủ tịch cũng thấy rằng đây là một nơi rất phù hợp và thường xuyên tiếp khách quốc tế tại đây. Ông cũng tổ chức các buổi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia và giới thiệu các món ăn riêng của mình, chẳng hạn như món thịt lợn om nổi tiếng. Dù vậy, các lãnh đạo bộ chính trị ngày nay có vẻ thích tổ chức các sự kiện quan trọng tại Hoài Nhân Đường, và chi tiết về Hoài Nhân Đường sẽ được bàn đến sau. Văn phòng nơi Tổng Bí thư Tập Cận Bình được phát biểu trước công chúng và xuất hiện trên truyền hình có thể nằm tại Trung Nam Hải. Người ta đồn rằng trên bàn làm việc của ông có một chiếc điện thoại đặc biệt nằm sau bức kệ sách. Chiếc điện thoại này được cho là chứa đựng nhiều câu chuyện bí ẩn mà chúng ta có thể khám phá sâu hơn sau này. Từ Quang Các, một công trình có bề dày lịch sử từ thời Hoàng đế chính Đức Triều Minh, nơi ông từng cưỡi ngựa và bắn cung. Đến thời nhà Thanh, Từ Quang Các trở thành trung tâm hoạt động đa chức năng. Đây cũng là nơi Hoàng đế tổ chức các buổi kiểm tra kỹ năng quân sự và các cuộc thi bắt cua cho quân đội, và cuối thời nhà Thanh, nó còn được sử dụng để tiếp đón sứ thần ở nước ngoài. Ngày nay, Từ Quang Các vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng là nơi mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp đón các vị khách quý từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Hội trường Hoài Nhân Hòa Nhân Đường nằm ở phía đông bắc của vườn Phong Tắc và từng là nơi mà Thái hậu Từ Hy triệu tập các bá quan để giải quyết những công việc quan trọng của triều đình. Khi Viên Thế Khải lên ngôi, ông đã đổi tên nơi này thành Hoài Nhân Đường và dùng nó để tiếp nhận cống phẩm. Sau khi chính phủ Bắc Dương sụp đổ và Quốc Dân Đảng lên nắm quyền, Hoài Nhân Đường đã từng được sử dụng cho các sự kiện như tổ chức đám cưới tập thể vào tháng 9 năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền. Nơi này lại một lần nữa tỏa sáng, trở thành địa điểm tổ chức các cuộc họp quan trọng của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thục Khánh Viên, một khu vườn nhỏ được Hoàng đế Càn Long xây dựng với mục đích đặc biệt để mừng sinh nhật của mẹ ông. Sau năm 1949, một số tòa nhà cổ trong khu vực này cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy, và khu vườn được chuyển đổi thành khu vực đồn trú, trở thành doanh trại của đội cận vệ hoàng gia. Ngày nay, Thục Khánh Viên là một địa điểm cực kỳ quan trọng, nơi các vệ sĩ bảo vệ an ninh cho Trung Nam Hải. Những vệ sĩ này thường xuất hiện với trang phục đen, kính râm và trang bị vũ khí công nghệ cao, luôn sẵn sàng bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo cấp cao. Bể bơi riêng của các nhà lãnh đạo tối cao tại Trung Nam Hải không phải là bể bơi thông thường. Có những lời đồn rằng gạch lát của bể bơi này có khả năng chống đạn, đảm bảo an ninh ở mức cao nhất. Nước trong bể mà duy trì ở nhiệt độ ổn định quanh năm, cho phép người bơi tận hưởng sự thoải mái, thậm chí có thể bơi không mặc gì vào mùa đông nếu muốn. Ban đầu, bể bơi này chỉ được dùng bởi Mao Trạch Đông và một số nhà lãnh đạo như Lưu Thiếu Kỳ. Ngày nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn sử dụng bể bơi này, mỗi ngày thường bơi khoảng 1.000 mét, cho thấy rằng ông duy trì kỷ luật về sức khỏe và thể chất trong một hành trình lịch trình bận rộn của mình. Một trong những chi tiết thú vị được lan truyền đó là ngay cả cá trong ao tại Trung Nam Hải cũng được lựa chọn kỹ càng và được chăm sóc đặc biệt. Mỗi con cá đều được gắn mã số riêng để đảm bảo chất lượng và sự kiểm soát tuyệt đối Trung Nam Hải. Khu vườn hoàng gia này giống như chiếc nhẫn quyền lực trong tiểu thuyết Chúa Tể của những chiếc nhẫn, chứa đựng sức mạnh kỳ diệu
quyền uy và đến mức mê hoặc con người. Ngay cả những người gần gũi nhất với quyền lực cũng khó có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó. Từ gia tộc Chu Triều Minh, gia đình Ái Tân Giác La Nhà Thành đến những nhân vật quyền lực như Tổng thống Viên Thế Khải, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng bí thư Tập Cận Bình, ngày nay tất cả đều không thể thoát khỏi sức hút kỳ lạ của Trung Nam Hải. Tuy nhiên, trong dòng chảy lịch sử có hai ngoại lệ đáng chú ý. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 4 năm 1929, dưới thời chính phủ quốc dân đảng của Trung Hoa Dân Quốc. Vào năm 1938, Trung Nam Hải đã chính thức mở cửa cho công chúng, thậm chí là người dân có thể đến thuê nhà trong khu vực này, và có đến 44 hộ gia đình đã từng thuê nhà ở đây. Những địa điểm nổi bật như Hoài Nhân Đường còn được sử dụng để tổ chức các sự kiện giống như tiệc sinh nhật và đám cưới. Giai thoại đặc biệt thứ hai diễn ra từ năm 1977 đến 1989. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời trong thời gian này, Trung Nam Hải đã mở cửa một phần cho thế giới bên ngoài, nhưng chỉ những ai có vẻ nội bộ mới có được phép vào. Đôi khi vé còn được bán cho những người ngoài có mối quan hệ đặc biệt với người cán bộ cấp cao. Nhưng có một câu hỏi luôn làm tôi băn khoăn về Trung Quốc, Trung Nam Hải. Những người từng tuyên bố lật đổ sự suy đồi của chế độ phong kiến, tự nhận mình là các nhà lãnh đạo vĩ đại, các nhà cách mạng vĩ đại của giai cấp vô sản, tại sao lại chọn sống trong một khu vườn xa hoa từng thuộc về triều đại phong kiến vậy? Chẳng phải điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lý tưởng của họ sao? Họ có thể chọn những ngôi nhà đơn sơ, giản dị để thể hiện sự gần gũi với nhân dân. Chắc hẳn có một bí mật nào đó ẩn giấu đằng sau sự lựa chọn này. Và về bí mật đó, rất có thể Góc Sử Ký sẽ chia sẻ với các bạn trong những lần tới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.